Shop hàng Nhật mới và công nghệ Nhật.vn xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay shop em xin lên một mẫu nồi cơm của hãng Toshiba. Đây, Toshiba RC-VF18K. Nồi này có công nghệ hút chân không này, cao tần áp suất đi và hút chân không, nấu cơm cháy của hãng Toshiba. Đây là bên trong của nồi ạ. Nồi này có một cái đặc điểm đó là còn rất là mới ạ. Bên trong nó còn mới, gần như chưa sử dụng, nó còn phải đến 99%. Đây ạ, quý cô chú anh chị các bạn nhìn cái gioăng này cho em này. Nó không khác gì một cái nồi mới luôn ạ. Nó xanh và nó còn cực kỳ mới luôn. Đây, ngay cái lắp bên trong này cũng vậy. Đây. Indy này. Rất là mới ạ. Đây ạ, em muốn tháo ra cho quý cô chú anh chị các bạn xem này. Cái nắp bên trong của nó này. Nó còn mới. Vâng, nồi này thì quý cô chú anh chị có biết là nó sản xuất được từ bao giờ rồi ạ? Dạ, sản xuất từ năm 2012, đến nay là 15 rồi. Nhưng mà nó còn mới này, sáng choang luôn. Gần như người ta đã bỏ quên, người ta chưa dùng hay sao ấy. Đấy là cái lắp của nó. Tiếp theo là đến cái son cũng vậy, cực kỳ mới luôn. Lại có gân điện, có gân nhuyễn ở phía dưới này đây. Son dày 5mm. Sơn màu vàng đồng ở ngoài, ở trong này nếp chống dính còn nguyên nhé, đẹp không vết chảy xước nhé. Để em quay kỹ quý cô chú anh chị các bạn xem cho rõ. Đây, nấu cho 10 người ăn, có cái thang chia tất tần tật còn đẹp, zin quá đẹp luôn. Cái nồi này nó phải đẹp đến 98% ở bên trong này, nó quá đẹp. Nó chỉ có chăng là mình vận chuyển thì nó bị chảy xước ở bên ngoài một chút xíu thôi, còn về độ mới thì con nồi này cực kỳ mới ạ. Thế này còn 1.8 nữa, cao tần áp suất hút chân không. Đây, em sẽ để sát cái phần này vào để quý cô chú anh chị các bạn xem. Nó mới, cái gioăng nó mới, nó xanh như nồi mới luôn nhé. Không thua nồi mới một tí nào, bên trong cũng vậy, đẹp. Đây, các cái đường viền bạc của nó đây ạ. Xung quanh đây, màu bạc, rất là mới và đẹp luôn ạ. Tem tiếc còn zin nguyên bản. Cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Đây, sáng loáng luôn cái phần mặt phía trên này. Đây, công nghệ cao tần hút chân không có hai lỗ đây. Con này dòng VIP nhé, có hai lỗ hút chân không đấy ạ. Đấy, những loại thường có một lỗ, những loại VIP này sẽ có hai lỗ. Hai lỗ hút chân không, lỗ to luôn đấy. Sau khi hút thì hơi nó sẽ bơm ra đây. Van khóa đấy. Còn cực kỳ đẹp luôn, em nhấn mạnh là con này cực kỳ đẹp luôn ạ, đẹp đến 98-99%. Đấy, bên trong nó đẹp, nó mới rong. Gần như là quá hiếm để kiếm được những cái em nồi huyền thoại như này. Song cũng mới luôn. Không thua gì một cái song mới luôn đấy. Đẹp như thế này cơ mà. Rồi ạ. Đây là nồi huyền thoại cao tần áp suất hút chân không của hãng Toshiba. Có nấu được cả cơm cháy, gạo lứt. Nói chung là xôi, nấu cháo, nấu chè, nấu được tất các món. Menu thì phong phú đa dạng. Đây, các chế độ nấu cơm có rất là đầy đủ luôn. Nào gạo gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt đây, gạo lứt mọc mầm. Nấu chế độ Kamado, chế độ là Kamado là chế độ ngon của nồi cơm Nhật, nấu nhanh, nấu cơm trộn, nấu cơm sushi, nấu thường, nấu cơm dẻo, cơm có cháy, nấu cháo, nấu chế độ eco tiết kiệm. Làm bánh này, lên men bánh mì này, nướng bánh này, lên luộc trứng luôn này, luộc trứng onsen. Đầy đủ luôn, full chức năng quý cô chú anh chị các bạn ạ. Ủ ấm rồi. Tất tần tật các chức năng thì đều hoạt động bình thường. Bên em đã test kiểm tra hết rồi. Đây là dây của nồi ạ. Đấy, dây cũng còn rất là mới luôn. Xanh ngắt luôn đấy ạ. Đẹp. Dây rút ra rút vào ok nhé quý cô chú anh chị các bạn. Không có vấn đề gì cả. Rồi em giới thiệu xung quanh tổng thể. Đây quý cô chú anh chị này nhìn. Màu trắng này. Mặt màu vàng này. Để trên bàn nhìn cực kỳ sang và nổi bật luôn. Đấy, ngoài này. Màu trắng rất là đẹp luôn. Có quai sách nữa, sách qua sách lại rất là tiện ạ. Đó. Rồi đây là phía sau. Đấy, tất tần tật. Đây có mã của nồi đây ạ. Rồi thứ hai nữa là đây. Tên đây. Công suất của nồi này là 1300W nha quý cô chú anh chị các bạn. Điện áp là 100V. Dung tích là 1.8 lít. Đây, Earth Only in Japan này. Hàng này là hàng dành cho thị trường nội địa Nhật. Phiên bản này là phiên bản nổi tiếng của Toshiba đời 2012 nhé. Nhưng mà nó còn cực kỳ mới luôn.
nó như một cái lề mới luôn nhé. Tất cả các chức năng này hoạt động bình thường. Bên em sẽ có một bản dịch tiếng Việt nhé, các chức năng dịch hết ra tiếng Việt vì kèm đây nên mình không lo là mình không biết các chức năng gì, không biết nút bấm ra sao nhé. Sẽ có một bản tiếng Việt gửi kèm, hoặc là bên em sẽ dán các cái nút này tương đương lên đây là tiếng Việt cho mình. Ví dụ như là mình muốn biết đây là nút gì như thế nào ấy, thì bên em sẽ có những cái chữ tiếng Việt dán lên đây, rất là dễ hiểu, người già trẻ em nhìn cũng sẽ biết sử dụng luôn. Rồi tiếp đây em sẽ cắm điện để quý cô chú anh chị và các bạn xem thử các cái chức năng. Rồi em đang cắm điện cho cái lồi này. Thì quý cô chú anh chị nào mà muốn dùng mà có cả tiếng Việt dán lên thì bên em sẽ dán như thế này đấy ạ. Đấy, quý cô chú anh chị để ý nhìn xem. Các nút bấm mình sẽ dán tiếng Việt luôn ngay lên này. À, rất dễ là xem này. Chức nút này là nút hẹn giờ, nút này nút menu, ví dụ như vậy. Thì bên em sẽ dán hết lên đây cho mình. Chữ rất là đẹp, đảm bảo dễ nhìn, không sợ bong chóc, đều được phủ á, chống chảy xước, chống bong chóc hết rồi. Cái hai nữa là bên em sẽ có một bản dịch đầy đủ tiếng Việt nhé. Nên là quý cô chú anh chị các bạn không cần phải lo là không biết dùng. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện lên và em sẽ thử các chức năng để quý cô chú anh chị và các bạn xem. Rồi đó, đây là các cái nút em sẽ sử dụng này, tắt thủy này, nút nấu này, mình cho cơm cho gạo vào, cho nước vào, nhấn một nút thôi, không cần phải làm gì nhiều cả. Đấy, thời gian nó hiển thị 50 phút, chế độ hút chân không hoạt động làm việc đó, cơm bắt đầu nấu sau 50 phút, nhạc sẽ kêu, cơm chín chúng ta lại vào ăn thôi, rất là tiện. Rồi bây giờ em sẽ nói qua các chức năng của lồi này. Đây, cắm điện lên rồi quý cô chú anh chị có cái đồng hồ này. Đồng hồ mình có thể nhìn được giờ luôn, mình biết luôn là mấy giờ luôn. Đó. Và thứ hai nữa, đồng hồ để làm gì? Để chúng ta có thể chỉnh được giờ thì chúng ta sẽ hẹn giờ được. Đây, nồi có chức năng hẹn giờ nhá quý cô chú anh chị. Hai chế độ hẹn giờ đó. Mình hẹn giờ là đến giờ là cơm sẽ nấu thôi. Ví dụ như hẹn 5 giờ sáng dậy thì 5 giờ sáng có cơm ăn thôi. Nên là mình không phải lo là không hẹn giờ được. Ví dụ hoặc là mình làm những cái món nó phải ngâm gạo á, ngâm lâu một chút thì mình chọn chế độ hẹn giờ. Đó, nếu mà mình không hẹn giờ thì thôi. Đây, tiếp tục nhé, nhấn vào đây này để chọn gạo này. Đó. Rồi sau đó tiếp tục, đây là các chế độ nấu này. Đó. Bây giờ muốn nấu cơm nhanh đi chẳng hạn, mình cho gạo, có khách đến nhà vội hoặc là có việc cần ăn gấp, nấu cơm nhanh thì bao nhiêu phút cơm chín? Dạ, nồi cơm 1.8 lít mà chỉ có 25 phút thôi. Nấu cho 5 đến 8 người ăn mà chỉ có 25 phút là cơm chín rồi. Anh quý cô chú anh chị yên tâm, lúc cần nhanh thì rất là nhanh ạ. 25 phút là cơm chín, ăn ngon lành, không vấn đề gì cả. Đó, mình không nấu thì nhấn vào đây tắt hủy. Tiếp theo, giả dụ hôm nào muốn ăn cơm cháy thì sao? Rồi, cơm cháy, cơm nấu cơm nhanh xong rồi nấu cơm cháy đi. Đây, chế độ cơm cháy thì nó sẽ hơi lâu một chút nhưng mà nó sẽ rất là ngon. Đó, 70 phút. 70 phút thì nhưng mà chúng ta sẽ có một nồi cơm có cháy. Đấy, quý cô chú anh chị nào có sở thích ăn cháy thì chọn cái nồi này là chuẩn rồi. Rồi nấu cơm có cháy. Rồi tiếp tục còn nhiều chế độ nữa. Chế độ eco, chế độ tiết kiệm. Nấu cháo, nấu xôi có hết ạ. Rồi nấu thông thường. Nếu quý cô chú anh chị nào mà sợ nó nhiều chế độ mình không biết ấy thì cứ chế độ đầu tiên cho em. Đây, chế độ nó nháy đầu tiên ở trên cùng này. Đấy, mình không cần chọn gì nhiều cả, cứ để cái chế độ đó thôi, là chế độ tiêu chuẩn, là chế độ ngon nhất rồi. Đó, nhấn nấu thôi, 60 phút là chế độ ngon nhất. Nó sẽ ngâm gạo trong vòng khoảng hơn 20 phút đến 30 phút gì đó để cho gạo nó nước nó thẩm thấu vào trong gạo hết, nó bắt đầu nó lấu ở nhiệt độ cực kỳ cao. Lúc cái gạo sẽ rất là lở và nó sẽ có một cái độ dẻo, độ bóng của viên của cái hạt gạo. Nó tạo ra cái công nghệ Campero này của nồi cơm Nhật nổi tiếng luôn rồi ạ. Đó. Nồi rất là nhiều chế độ chức năng đáp ứng mọi nhu cầu mọi thành viên trong gia đình. Đã thế này nồi lại rất là to nữa, xoong cực kỳ dày luôn, giữ cơm rất là ngon, chín kỹ, chín âm, thiết kế cao cấp, sản xuất tại Nhật, made in Japan. Em vừa giới thiệu đến cái nồi VIP của Toshiba rồi. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ với shop hàng nhật mới .com bên em hoặc số điện thoại hiển thị trên màn hình 0963906446. Có Zalo bên em sẽ tư vấn kỹ và sẽ gửi thêm các thông tin nếu quý cô chú anh chị yêu cầu. Cái lồi này cực kỳ đẹp luôn, quý cô chú anh chị thiết kế mình để trên bàn, những cái nút bấm của nó nhìn vào cực kỳ sang luôn. Để decor cái căn hộ mình để những cái lồi này thôi, nhìn đã đầy thích rồi. Rồi, giá bán của bên em là bạn là bao nhiêu ạ? Giá bán là 6.650.000. Bên em có bảo hành 12 tháng cho lồi này nên quý cô chú anh chị yên tâm, như mình mua một cái lồi mới của bên em cũng chỉ được bảo hành 12 tháng. Tiêu chuẩn của hãng là 12 tháng rồi ạ.
Quả lồi này bên em cũng bảo hành 12 tháng. Nên quý cô chú anh chị yên tâm sử dụng. Lồi cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Các chế độ full chức năng à, hút chân không hai lỗ là dòng VIP lắm này. Mới hiếm khi mà có một con lồi nó mới nó đẹp như thế này, kỳ hiếm ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Quý cô chú anh chị nào muốn mua thì hãy nhanh tay. Duy nhất chỉ có một cái thôi. Rồi 1.8L cực kỳ hiếm mà lại 1.8L mà còn đẹp như thế này vậy, quá hiếm luôn. Đây là không phải cũng nào có sẵn đâu ạ. Về cái này em phải lên sóng ngay. Chào mừng đội tuyển Nhật Bản đã qua vòng loại và vào vòng trong. Thì quý cô chú anh chị nào mà mua cái bên em tặng luôn cái muỗng sấy cơm luôn. Cái muỗng để sấy cơm của Nhật đấy ạ. Rồi, free ship cho quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hỗ trợ ship COD, nhận hàng trả tiền, nhận hàng kiểm tra ok hết thì mới phải trả tiền. Rất là yên tâm, không sợ có vấn đề gì cả. Bên em bán hàng rất uy tín, có website, có địa chỉ, có hotline, số điện thoại rõ ràng. Với cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ với bên em. Rồi, em xin kết thúc video ở đây ạ. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem.